động của Hồ Quang Hiếu bị chỉ trích vì được cho là nguy hiểm. Sáng ngày 4 tháng 6, trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu đăng tải clip chơi khăm vợ sắp cưới. Cụ thể, khi cả hai ngồi trên ô tô ở hàng ghế sau, nhận thấy vợ đang ngủ gật nên nam ca sĩ đã chủ động mở cửa kính xe. Tuệ Như, vợ của Hồ Quang Hiếu, sau đó vô tình bị thò đầu ra ngoài trong khoảng 1-2 giây rồi giật mình tỉnh dậy. Phía dưới bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi về độ hài hước của cặp đôi, thì không ít ý kiến chỉ trích cho rằng hành động của Hồ Quang Hiếu khá nguy hiểm. Đang ngồi trên xe ô tô mà cố tình để vợ thò đầu ra ngoài như vậy thật khó hiểu, một netizen viết. Trước đó không lâu, giọng ca Con Bóng Xương cũng gây tranh cãi với một clip đóng chung với bà xã. Trong clip này, anh bồng bế vợ sắp cưới rồi thả xuống cây bàn. Tuệ Như cũng phối hợp ăn ý với nam ca sĩ qua cử chỉ cùng biểu cảm trên gương mặt. Tuy nhiên, khoảnh khắc cả hai tương tác với nhau sau đó bị ném đá vì được cho là không phù hợp. Hồ Quang Hiếu sinh năm 83 là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Nổi bật với những bài hát như Nơi Ấy Con Tìm Về, Con Bóng Xương Không Cảm Xúc. Những năm gần đây, anh hạn chế hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà được khán giả biết đến nhiều hơn khi trở thành danh hài trên TikTok qua những clip giải trí triệu view. Kể từ khi công khai bạn gái và thông báo đăng ký kết hôn, nam ca sĩ và nữ ghi cùng nhau thực hiện nhiều clip hài hước. Tuy nhiên, một vài nội dung được đăng tải lại bị cộng đồng mạng phản ứng, điển hình như hai clip nói trên. Chia sẻ về dự định sắp tới, giọng ca sinh năm 83 tiết lộ có em bé trong năm nay. Sau đó mới tổ chức hôn lễ, nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con. Nhưng chúng tôi đã trưởng thành chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi. Sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi còn lớn chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.